Hello, xin chào anh em ha. Thì giờ này cũng khuya ha anh em. Thì mình đăng cái video này lên ha. Thì anh em nào mà xem được á thì có mua thì anh em nhắn tin nha. Anh em nhắn tin qua Zalo để mình trả lời, anh em hạn chế điện nha. Anh em nào gọi cái giờ này là mình không có nghe nha anh em. Thì anh em mất lượt gán chịu ha. Rồi thì hôm tối ha, đăng cho nó bớt ha, thì anh em thấy cái số Zalo ở trên cái bảng nè ha. Rồi anh em liên hệ cái số Zalo này ha, anh em chỉ cần nhắn tin rồi mua gì thôi. Hôm nay mình đăng nhẹ là nó có vài món tào lao à, rồi khi nào mình rảnh mình soạn từ từ ha, mình soạn từ từ một một buổi mình bán đi ít ít, ít ha, cho nó trống cái chỗ làm việc ha. Thì cái đầu tiên là cái bộ test nguồn, à ha. Cái này là như cho dành cho sửa điện thoại hay là cái gì đó ha. Thì công tắc tắt mở nè ha, rồi mình chỉnh cái điện áp ha. Đó, anh em thấy nè, đang lên nè, bốn con máy nè, mình cho đang kéo với cái quạt này này nè ha. Cho đang quay với cái quạt ha nè, nó dẫn lên thì nó đang vòng lên thì vol nè, đồng hồ vol trên đây ha. Thì nói chung là cái máy test đó nó chỉnh ra được 15 V ha. Đây thì anh em về anh em sửa lại ha. Thì sửa cái gì thì mình nói luôn ha. Thì đây cái công tắc này nè, cái công tắc bật cái chế độ ha, test với chế độ ấy là cái công tắc này nó bị hư ha. Mình đo nó không ăn, mình mở ra 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 rồi ha, còn các chức năng còn lại là ok ha. Trong ruột của nó là gì gì nè đấy. Anh em nào rảnh thì mua về thay cục biến áp mà cho to hơn cũng được ha. Cái này ghi đầu ghi nó hết á, này người ta để ta test, người ta sẽ sửa điện 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 thoại cho anh em. Cái này mình bán 150 ha. Rồi em bán 150 ha, anh em mua về lấy cái vỏ làm gì làm hay là lấy cái gì đó thì anh em lấy ha, 150. Rồi, món thứ nhất ha. Cái món thứ hai là cái quạt ha, để lâu quá không dùng nên mình bán luôn. Cái có cái đầu quạt không như như gì nè, à, đầu quạt không như như này ha. Thì quạt này là nó chạy nè, anh em thấy nó ghi gì nè, 12 V ha. Rồi công suất 15 W nè. Rồi, đây đang ghim cục nguồn 12 nè, ở trong đây nó có pin sẵn luôn luôn rồi nha anh em. Nhưng mà cái này là nó mới luôn nè, hồi xưa bây giờ mình mới mua luôn ha, mà mình thấy cái động cơ nó nhỏ quá ha, mình không có gáp không có ghim điện nó vẫn quay nha, ha. Đấy thì này về anh em độ chế quạt hay là gì đó thì anh em độ độ chế ha. Gắn cái cánh nhỏ nha nè, cái động cơ này mình thấy nó nhỏ xíu rồi, chứ nó không bự ha, chứ đừng gắn cánh bự quá sợ nó không chạy không nổi, nó cháy á. Thấy cái động cơ có chút xíu à nha. Anh em thấy cái đầu là anh em biết rồi ha, ghi có 15 W rồi, thì anh em gắn cái quạt B3, cái quạt nhỏ nhỏ, cái quạt 2 tấc 3 tấc gì đó ha, thì 2 tấc 3 tấc loại 3 cánh á thì được ha. Thì pin ở trong đây là cái gin của nó là vậy luôn ha, mình không chưa 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 có xài nữa, thì để lâu quá anh em về kiểm tra ha, không mình không bao pin ha, tại vì đó giờ để lâu quá không xài không biết nó bị gì không nữa, bấm lên thì thấy nó còn quay ha. Chưa mở ra kiểm tra ha, này 120.000 ha. 120.000 ha anh em nào lấy được lấy cho xong này, nãy mình kiểm tra mình mở trong ruột ra cho anh em coi thử ha. Chứ cái vỏ của nó nè còn cũng khá là đẹp á nè, món thứ nhất là nè, cái vỏ của nó. Cái vỏ nó đậy vô đầy đủ là nó vậy đó, chứ không phải là ấy ha. Rồi một cái nữa là cái máy hàn xeo pin gì vậy nè ha. Thì cái này dành cho mấy anh em thợ ha. Thì anh em nào lên mạng thì chụp hình cái màn hình lại ha, cái này ha, rồi anh em lên mạng anh em tìm
hoặc là gõ tìm cái máy hàng sao pin thì nó ra. Cái này mình mua mình chưa xài gì nhiều chẳng ha, nhưng mà hình như là do pin của nó không có được xịn đó anh em, về anh em chế lại ha. Ở trong nên xài pin thì cái máy này mình mua 500 mấy lận ha, 500 mấy là luôn tiền ship á. Mình nhớ cái máy này như nó bán 480 490 gì à. Thì giờ mình thanh lý lại ha, một lấy lại 150 ha, 150 anh em về anh em sửa lại ha. Thì sửa anh em về anh em độ lại ha. Thì độ lại là độ làm sao, anh em độ pin ở trong đây nè, pin trong đây cái nó làm như nó bị chai, cái dòng dòng xả dòng phóng nó không được cao ha. Hoặc là anh em độ cái siêu tụ vô ha. Ở đây mình hàng mà nó cái kẽm mỏng á, thì nó mới được ha. Mình thường thường mình hàng mình phải ghim trực tiếp cái này vô không không à. Để mở nguồn cho anh em coi nè. Đây để pin còn 3.9 nè, rồi nó có chỉnh nè, nó có chỉnh cái delay với cái độ gọng xung của nó nè, chỉnh trên đây ha. Đấy thì anh em nghiên cứu thêm ha. Đây mình kiếm cái kẽm mình hàn thử cái ha. Trăm trăm rưỡi nha anh em. Nói chung là mấy món này không có nào bao bắp, không có nào bao ship chân á, anh em về có thể muốn độ chế là gì đó thì độ ha. Không? Nó cái độ phóng, cái độ ngấu của nó không có ha, nhưng mà mình ghim cái sạc vô là được ha, tại cái pin trong đây nó yếu à. Mình ghét mấy cái xài ghét mấy cái xài xài pin ha. Sạc vô vô ha. Mình hàn hai cái này nó dính lại ha. Dính sạc vậy đó, nó mới dính ha nè. Đấy. Giật mạnh ha. Nè. Đấy thì mình test cái độ ngấu mình sắp hai lại cái miếng kẽm ha. Nè. Nè, nó lủng vô tới ở phía trong này nè. Thấy nè. Đó. Nè. Đấy, nói chung là về anh em tự chế lại ha. Còn còn không kiếm cái cục nguồn nào mạnh mạnh á, mà cái dòng nó cao á, anh em đưa vô anh em hàng nó hay cũng được, vẫn được. Mua anh em mua này về chủ yếu nghiên cứu nha anh em. Đó, à. Nó ngấu có chỗ qua luôn nè, nó thấy không. Cứng lắm ha. Về lấy cái giấy nhám vệ sinh cái đầu này ra ha. Cái này mình mới mua không, mình hàng chưa được 10 cục pin đó anh em ha, mà mình thấy nó yếu rồi mình chê ấy này anh em thấy không. Nó phóng rất là tịch ha, thì phải ghim cái sạc vô gì nè, nó mới được cái dòng phóng vậy ha. Còn pin trong đây bình thường xài nó không im ha. Này, nào mình nói gõ ha, mua được thì anh em liên hệ mình ha. Đấy. Cái này 150 nè, cái này 120, cái này 150 ha. Tại vì mình mới mua cái máy hàng mới á, cho nên là mình thanh lý lại cái này ha, chứ mình để này xài gia đình cũng vẫn ok ha. Mình mới mua cái máy hàng mới nè. Để đây nè. Đó, thì mình thanh lý là cái đó ha anh em. Thì anh em cần anh em liên hệ ha. Thì đầu tiên là ba cái món này về trước ha, để tối nay mình rảnh mình ngồi mình chốt đơn ha, cho nó dễ. Còn mấy cái món mạch đồ linh tinh rồi mình mấy mạch đồ về anh em độ chế rồi ha, thì mình thanh lý sau ha. Còn cái này mình thanh lý trước cái ba cái món này
tại vì mới có dẹp dọn lại cái chỗ ấy ha, mình bán hết mấy cái đồ linh tinh, mình bán hết ha, mình chỉ chừa lại những cái liên quan về lo kéo thôi ha, tập trung làm chuyên lo kéo luôn, không có làm mấy món khác nữa. Mấy cái món khác thì khách quen gửi lại vô như nguồn bọn đồ, mấy cái nhẹ nhàng anh em ship đi ship về được á thì mình nhận, còn không thôi khách người ta đem lại tới tiệm thì mới nhận, còn bình thường trên online mình không nhận nữa. Rồi chào anh em nha.